nóng, không kịp bình phục chấn thương, Tuấn Anh vắng mặt ở đại chiến với Indonesia. Quý vị tính giả thân mến, theo những thông tin mới nhất, Tuấn Anh gặp chấn thương, gân keo đùi trái, chấn thương không quá nặng, nhưng tiền vệ người Thái Bình cần thời gian nghỉ ngơi để bình phục hoàn toàn. Chính vì thế, anh sẽ không góp mặt trong trận đấu với Indonesia sắp tới. Dù yêu cầu các bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho Tuấn Anh, nhưng huấn luyện viên Park Hang Seo cũng hiểu rằng không thể mạo hiểm với chấn thương của tiền vệ 24 tuổi. Thiếu phán Tuấn Anh là tổn thất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai chơi xuất sắc trong hai trận đấu gặp Thái Lan và Malaysia tại vòng loại quân cấp 2022, được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đánh giá cao. Trong tay của đường viên Park Hang-seo rút này, có nhiều phương án thay thế ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cả Đức Huy và Huy Hùng đều là những lá chắn đáng tin cậy. Ngoài ra, Quang Hải hay Trọng Hoàng cũng có thể đảm đương vai trò này. Thái Lan, UAE giành nhau ngồi nhất bản G Quý vị tính giả thân mến! Huấn luyện viên Van Marquis cùng với đội tuyển UAE đã đến Bangkok 3 ngày trước và ông quả quyết sẽ đánh bại chủ nhà Thái Lan đêm ngày 15 tháng 10. Trong khi đó, huấn luyện viên Akira Nishino của chủ nhà Thái Lan cũng chẳng vừa. Ông đội hạ bệ ngôi đầu bảng cờ của UAE sau đêm ngày 15 tháng 10 trên sân Thammasat. Cục diện bảng cờ sau hai lượt trận, UAE đang nhất bảng với hai trận thắng, thắng Malaysia với tỷ số 2-1 và thắng Indonesia với tỷ số 5-0 gây đến là Thái Lan nhị bản với một trận hòa không đều với Việt Nam và một trận thắng 3-0 trước Indonesia. Huấn luyện viên Akira Nishino và các học trò mới có trận giao hữu hòa công gô một đều, trận đấu mà ông đã tìm thấy nhiều lối ra cho đội tuyển Thái Lan, nhất là hai cầu thủ được thử nghiệm thay thế vai trò của Chanathip bị chấn thương là Yuen và Ekanit Bania. Cùng với đó là sự trở lại của tiền vệ Thitiban và tay săn bàn Subachok đã khôi phục hoàn toàn sau chấn thương. Tương tự hậu vệ trái, Binh Man cũng đã trở lại sau khi hồi phục nhanh hơn sau chấn thương vàng hai trung vệ Pansa và Narubadin cũng đã bình phục hoàn toàn. Cũng ở trận giao hữu trên, trung phong cao kiều Danda đã tìm lại cảm giác ghi bàn. Khả năng cao là huấn luyện viên Akira Nishino sẽ tung ra một đội hình gồm nhiều cầu thủ có sức mạnh và đảm bảo lối chơi giàu thể lực để thực thi mục tiêu sẵn sàng đấu sức với UAE. Thậm chí người trấn giữ khung thành tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ là Kawin, cao 1m86, thay cho siwarak hạn chế về thể hình uae muốn an toàn với ngôi đầu sau khi thắng được hai đối thủ đông nam á còn thái lan lại muốn là đội đầu tiên đánh bại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất để lên ngôi nhật bản chúc ưu thế sân nhà cho thái lan cùng với sự tự tin và hưng phấn của đội bóng sau khi nhiều vị trí đã hoàn toàn bình phục